5 cách đơn giản giúp bạn tăng huyết áp ngay tại nhà của mình. Khi có những dấu hiệu hoa mắt, chóng mặt, say sẩm mặt mày, người mệt mỏi, thở dốc, tim đập nhanh, rất có thể chúng ta đã bị huyết áp. Các chị hãy nằm ngay theo 5 cách sau đây để chúng ta ổn định huyết áp. Đây là 5 cách giúp chúng ta tăng huyết áp nhanh chóng để chúng ta thoát khỏi cái tình trạng huyết áp thấp. Cách thứ nhất, chúng ta ngồi xuống, chọn cho mình một chỗ thoáng mát, không khí lưu thông. Hãy bấm và giữ hai bên đế phòng từ 20 đến 30 giây. Thì sau cái vành tai của chúng ta, nó có một cái hõm tai đây. Ngay sau ốc tai này, chúng ta bấm sâu ở đây, nhìn thấy một cái ốc tai. Và cái đế phòng nằm sau ốc tai này. Cách bấm là chúng ta dùng hai ngón tay chọc. Bấm, giữ, chống thẳng lên. Bấm muốn được anh chị. Làm sao cho nó hơi đau, càng đau càng tốt. Chúng ta giữ trong khoảng 20 đến 30 giây. Hoặc là chúng ta dùng ngay hai đầu ngón tay cái này. Đây, các ngón tay còn lại chúng ta níu kéo cái dai tai. Ngón tay cái chúng ta chống lên. Và chúng ta cũng giữ trong vòng từ 20 tới 30 giây. Sau khi chúng ta bấm giữ huyệt đế phong xong, chúng ta thử cảm nhận xem cái hiện tượng, cái dấu hiệu của tụt huyết áp nó đã giảm chưa. Nếu như chưa giảm, chúng ta có thể làm thêm một hai lần như vậy nữa. Cách thứ hai là chúng ta bấm và giữ đồng thời hai huyệt, một huyệt ở dưới cằm và một huyệt thượng nhân trung. Ngón tay cái chúng ta đặt ngay vị trí ở hõm cằm, ngay ở phía dưới cái môi đây. Ngón tay trỏ này chúng ta đặt ngay ở chỗ cuống của mũi, ngay trên đường nhân trung đấy chị. Cái này trong y học nó gọi là nhân trung thượng, tức là vùng nhân trung trên cùng đấy. Chúng ta bấm hơi chích lên một tí, bấm đau có lực, và chúng ta cũng giữ trong thời gian từ 20 đến 30 giây. Sau khi bấm xong, nếu anh chị nào mà chúng ta có cái máy đo huyết áp, chúng ta có thể đo kiểm tra xem huyết áp nó đã tăng được chưa. Hoặc là những người không có máy huyết áp thì chúng ta cảm nhận xem các triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, say sẩm mặt mày, nhức mỏi, đau đầu, ù tai, rồi mệt mỏi, tim đập nhanh, thở dốc, nó đã thuyên giảm chưa. Nếu chưa thuyên giảm, chúng ta có thể tiến hành bấm thêm một hai lần như vậy nữa. Cách thứ ba là chúng ta tiến hành cào mặt. Chúng ta sử dụng ngay hai cái đầu móng tay và ngón tay cái đây, nhớ là đầu móng tay cái các anh chị. Cào khắp cái vùng mặt, chúng ta có thể cào lên xuống như này, và chúng ta cào tự do, cào nhanh, mạnh, liên tục tất cả các vị trí của vùng mặt chúng ta. Sau khi cào thì mặt chúng ta sẽ đông ấm, giúp cho chúng biết và cải thiện đáng kể cái tình trạng hạ huyết áp. Chúng ta cũng cảm nhận xem là cái hiện tượng của huyết áp thấp của chúng ta nó đã cải thiện chưa. Nếu mà chưa khả quan, chưa bớt, chúng ta có thể tác động cào thêm 2-3 lần như vậy nữa. Chúng ta có thể dùng ngón tay cái, ngón tay trỏ miết tai như thế này, chúng ta miết xuống do cái đáy tai chúng ta nó nóng lên, thì nó cũng giúp là tăng huyết áp. Cách thứ tư đó là chúng ta điều chỉnh cái hơi thở của chúng ta. Cái phương pháp thở này của phi công dưỡng sinh nó cũng giúp tăng huyết áp rất là hiệu quả. Các anh chị hãy hít sâu thật nhanh bằng mũi, đưa khí xuống phần bụng dưới. Phần bụng dưới trong phi công nó gọi là cái phần bụng dưới này, trong đông y trong phi công gọi là vùng đan điền đấy, vùng đan điền thần. Chúng ta hít xuống, đưa khí xuống cái bụng này, sau đó chúng ta thở ra từ từ, thở chậm bằng miệng. Chúng ta làm một thao tác như thế này là từ 18 cho đến 20 cái hơi thở như vậy, và chúng ta cũng cảm nhận xem cái hiện tượng dấu hiệu của huyết áp của chúng ta nó đã cải thiện chưa. Nếu chưa bớt thì chúng ta có thể tiến hành 2 đến 3 lần cái điều chỉnh thở như vậy nữa. Cái cách thứ năm đó là chúng ta điều chỉnh huyết áp.
bằng đồ ăn thức uống. Thì sau khi làm bốn thực động tác trên xong, anh chị hãy nên uống một ly nước ấm, pha thêm một thìa đường và hoặc 7 hạt muối hột. Chúng ta với đề lên và chúng ta uống, nó giúp ổn định và tăng huyết áp. Nếu anh chị nào có điều kiện, chúng ta có thể làm trà gừng. Trà gừng cũng giúp ổn định huyết áp, tăng huyết áp anh chị ạ. Trà gừng thì chúng ta nên chọn loại gừng tươi, cao sừng vọc, chúng ta giã nhuyễn hoặc là thái sắt lát ra, bỏ vào một cái ly, xong đó chúng ta đổ nước sôi thật nóng vào, chúng ta để trong vòng khoảng 15 phút để cho cái chất gừng nó ra hết. Sau đó chúng ta có thể cho thêm mật ong hoặc có thể cho thêm một thìa đường vàng, đường cát vàng anh chị, đường cát vàng hoặc đường mật mía đấy. Chúng ta bỏ thêm vào cái ly nước gừng đấy, chúng ta khuấy đều lên và chúng ta uống khi nó còn ấm. Các anh chị dùng ngay nước Coca-Cola khi chúng ta uống, nó cũng giúp hỗ trợ tăng huyết áp tức thời. Ngoài ra chúng ta có thể ngâm thêm kẽm gừng, kẽm bạc hà, nó có tính nung ấm, cũng giúp ổn định và tăng huyết áp rất là tốt. Trên đây là 5 cách giúp chúng ta ổn định và tăng huyết áp tức thì. Chúc anh chị thực hiện cái phương pháp này thành công, ổn định huyết áp và chúng ta có một sức khỏe mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, thành công, thành đạt trong cuộc sống và trong công việc của mỗi người. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa, các anh chị hãy chia sẻ ngay về đường của mình, về cái trang cá nhân Facebook, Zalo của mình, hoặc chia sẻ cho nhiều người khác họ biết để áp dụng cái phương pháp này chữa huyết áp thấp, cứu giúp họ cũng như tạo phúc cho chúng ta đấy. Cảm ơn các anh chị đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Hãy lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình của bạn, hoặc bấm vào nút đăng ký để không bỏ lỡ video của Trần Văn Luận nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.